Có một ngôi chùa ở tỉnh Biên An Giang mà khi mọi người đến đây sẽ được ăn bánh xèo thỏa thích luôn. Đây là Thiền viện Đông Lai, hay là mọi người còn gọi với cái tên quen thuộc là chùa bánh xèo. Khi đến đây ngoài việc lễ Phật thì chúng ta sẽ được tiếp đãi bằng món bánh xèo chay. Do mình đi hôm nay là vào ngày thường cho nên là khá là vắng. Nếu mà mọi người đi vào rằm hoặc là mùng 1 thì sẽ có rất là nhiều bếp đổ bánh xèo luôn nha. Mỗi anh chị cô chú ở đây đổ một lần là khoảng 10 chảo bánh xèo mọi người. Xuất sắc ghê chưa? Bánh xèo ở đây thì rất là thơm ngon. Mọi người sẽ tự phục vụ rau và nước chấm nha. Có chỗ ngồi rất là thoải mái cho mình luôn. Khi mà đến tỉnh Biên mọi người có thể ghé thăm nhiều ngôi chùa khác với kiến trúc rất là đẹp. Như là chùa Kim Tiên nè, chùa Lầu nè. Mọi người có thể chụp hình với lại những cái ao sen đang nở rộ và thưởng thức thêm cái ly nước thốt nốt vừa ngon vừa mát nữa nè. Có dịp mọi người thử đi chơi ở tỉnh Biên một lần nha.